Ok, cái nãy các bạn đã thấy chưa? Một cái đỏ khá là hài đấy ạ. Một cái đoạn khá là hài luôn nha mà. Từ mình dẹp cái này. Ok. Một cái đoạn khá là hài. Đây, mình sẽ review cho bạn một một con Lego di vật chính của cái phim Lego hài mình. Nó sẽ đây. Đó, nhưng chính là bộ phim Lego hài mình. Mình sẽ khui ra và ghép lại cho bạn xem. Ok, bây giờ mình đầu mình sẽ ghép nha. Sẽ tôi mình đã sắp xếp xong xuôi rồi. Đây là nhân vật chính và cái chiếc xe mô tô ảnh. Nếu bạn có coi cái video đó thì mình sẽ để đường link ở dưới nha. Đây là ba cái video này. Đường link ở dưới nha. Đây ba video. Nha mấy bạn. Đó chính là ba tập á. Thì ngày mai sẽ ra tập 4 nha. Bye bye.